Hôm nay mình sẽ làm một bài khá đặc biệt, bởi vì là cũng phải rất lâu rồi Big Bang mới lại ra một bài nữa. Đấy, thế nên là hôm nay là tớ sẽ làm một bài hướng dẫn của Big Bang. Đây là cái bài mới ra luôn, đây là bài Still Life. Một bài về cơ bản thực ra nó rất là dễ, chỉ là hợp âm nó thay đổi, nó vẫn vậy thôi, nhưng mà chỉ là nó chuyển khá là nhanh và nó có một đoạn đảo phách các thứ. Nhưng thực ra đây là một bài rất là dễ luôn. Bài này thì chúng ta sẽ dùng capo, bởi vì là bài này chơi trên tông son thăng. Nếu không capo thì bài này sẽ rất là khó. Đấy, nên chúng ta dùng capo và cắm khoang 1. Ok, để giả thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem bài này có hợp gì nhá. Ok, đầu tiên là về hợp âm của bài này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều hợp âm luôn. Đầu tiên là chúng ta sẽ có hợp âm son trưởng. Anh em cho ngón út vào đây. Áp út, trỏ và giữa. Anh em đánh từ dây 6 trở đi. Nhớ anh em nhớ phải kẹp capo 1 nhé. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm re trên pha thăng. Re trên pha thăng thì anh em có thể chơi như thế này. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Và một là anh em dùng ngón cái để chúng ta kẹp vào dây 6 hoang 2. Đây là cách chơi chuẩn của đây trên pha thăng. Còn nếu anh em ngón tay bị ngắn quá thì anh em có thể chơi như thế này. Đấy là chúng ta sẽ cho ngón áp út vào đây, ngón út vào đây, giữa vào đây, và ngón trỏ chúng ta cho lên dây 6 hoang 2. Cũng được, cũng được. Nhưng mà tớ khuyên anh em là không nên đánh như thế này, vì đánh này nó cũng không hay lắm. Tốt nhất là chúng ta chơi được như này thì tốt. Đấy, kìa chưa? Sau đó đánh như dây 6 nhé. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm đấy là mi thứ. Cho một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Và một ngón vào đây. Đánh như dây 6 cho đi. Chính xác thì nó là hợp mi thứ 7. Nhưng mà anh em hoàn toàn thể chơi dễ hơn. Đấy là bỏ hai cái ngón ở dưới này ra. Chúng ta chơi hai ngón bên trên thì thôi. Nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó, ok chưa? Mi thứ 7 hoặc mi thứ đánh như dây 6. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm đô trưởng. Đó, một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Và một ngón vào đây. Đánh từ dây 5 trở đi. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm la trưởng. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Và đánh từ dây 5 trở đi. La trưởng. Đó. Và rồi chúng ta sẽ có hợp âm đấy là đô thứ. Đô thứ ở trong bài này thì anh em có thể có rất là nhiều cách để bấm cái âm đô thứ này. Thì cách bấm cơ bản nhất của đô thứ là chúng ta phải chặn toàn bộ khoang 3. Toàn bộ khoang 3. Và chúng ta sẽ cho ngón giữa vào dây 2 khoang 4. Út vào dây 3 khoang 5. Áp út vào dây 4 khoang 5. Đó. Ok chưa? Đây là cách bấm chuẩn nhất, chơi từ bay bass sẽ là dây 5. Còn nếu anh em muốn dễ hơn một tí thì anh em có thể chơi nhỉ. Đấy là anh em ba cái ngón này giữ nguyên nhé. Nhưng mà ngón trỏ của anh em sẽ chỉ bấm vào dây 5 khoang 3 thôi. Đó, chúng ta không cần phải chặn. Cũng được, cũng được. Nhưng mà anh em phải để cho cái phần dưới của cái ngón tay của ngón trỏ này này nó hơi đè vào dây 1. Để dây 1 nó không ra tiếng. Thì lúc đấy tiếng đàn anh em nó sẽ đúng. Đó, ok chưa? Còn một cách dễ hơn, nhưng mà cách dễ hơn này nó cũng không quá hay. Nhưng mà nếu mà anh em khó bấm quá thì có thể tự làm như thế này. Đây là chúng ta cho ngón giữa vào dây 3 khoang 2, ngón trỏ vào dây 4 khoang 1, và áp út vào dây 3 khoang, dây 5 khoang 3. Hợp âm này chúng ta chỉ đánh được 3 nốt thôi. Đây là dây 5, dây 4 và dây 3. Chúng ta không được chơi quá nhiều, nhưng đây là cách bấm dễ nhất của đồ thứ. Anh em có thể chọn cách nào cũng được, nhưng tớ khuyên anh em nên chơi đồ thứ này, nó sẽ hay hơn. Đó, đơn giản như vậy thôi. Đối với hợp âm son trưởng ở trong bài này, nếu như anh em không quạt nhé, anh em không quạt mà anh em chỉ giải thôi thì anh em có thể chơi cái son này, nó dễ hơn. Đây, chúng ta chỉ cần cho ngón áp út lên dây 6 phong 3 là nó đúng luôn. Nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Nếu giải thì làm thế, còn quạt thì đừng làm thế nhé. Và chúng ta còn một hợp âm nữa, đấy là hợp âm si thứ 7. Si thứ 7 trong bài này thì anh em có thể chặn nếu muốn. Chúng ta sẽ cho ngón giữa vào đây, ngón áp út vào đây, và ngón trỏ sẽ chặn toàn bộ khoang 2. Anh em đánh từ dây 5 trở đi. Đó. Hoặc anh em có thể chơi dễ hơn. Đấy là chúng ta sẽ cho ngón út vào dây 3 khoang 2, vào dây 2 khoang 3. Ngón giữa vào dây 3 khoang 2. Và ngón trỏ vào dây 5 khoang 2. Anh em đánh bass dây 5. Si thứ 7 này nó sẽ nhẹ tai hơn. Đấy, và nó bấm nó cũng dễ hơn. Anh em có thể chọn kiểu bấm như thế này. Được chưa? Rồi. Đấy là toàn bộ hợp âm của chúng ta.
Ok, với các bạn thì là bài hát này nó chỉ có mỗi từng đấy hợp âm thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng đoạn của bài này thì nó sẽ như thế nào. Ok, đi hợp. Ok, ở trong bài này thì trước tiên là chúng ta sẽ chia ra nó có hai cái đoạn đánh hơi khác nhau một tí. Nó kiểu như thế này. Trước tiên nhé, vòng hợp âm chúng ta, bài này toàn tiếng Hàn nên là thực ra tớ cũng không hát được. Nên là tớ sẽ nói ra cái vòng đánh của anh em trong bài này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có hợp âm Son, Si thứ 7, Đô, Son, chia đôi cho Rê trên pha thăng, rồi Mi thứ, La trưởng, Đô thứ, chia Son. Đó, về cơ bản là vòng hợp âm của chúng ta là sẽ đi thành một cái vòng như vậy và gần như là đi hết cả bài luôn. Đó, ok chưa? Rất đơn giản như vậy thôi. Bài này chúng ta sẽ chơi trên nhịp 2-4 và chúng ta sẽ đánh nó, nếu mà theo kiểu đơn giản thì chúng ta chỉ chơi như này. Nếu anh em muốn chơi đơn giản thì chúng ta hoàn toàn làm như thế là nó ra nhạc luôn. Thì tiết tấu của anh em hãy đánh như sau. Vì bài này là nhịp 2-4 cho nên chúng ta sẽ chơi và đếm mỗi một hợp âm là 1, 2, 3, 4. Anh em đếm như này cho tớ qua mỗi một hợp âm. Đấy. Cứ một hợp âm thì đếm 1, 2, 3, 4 thôi. Rất là dễ. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rất đơn giản. Chỉ cần anh em chuyển đúng như vậy là được. Đếm từ 1 đến 4 và sau đó cho chuyển hợp âm. Đó, ok chưa? Đếm thật là đều nhất. Và chúng ta sẽ đánh một tiết tấu như này. Đối với tiết tấu dễ nhá, chúng ta đánh số giây. Đây là số đếm. Đấy, anh em phân biệt nhá. Số giây chúng ta đánh bát 3, 2, 1 đánh cùng lúc 3. Đó, đơn giản như vậy thôi. Cứ mỗi một anh em đánh bát 3, 2, 1, 3 và đếm thật là chính xác là nó sẽ ra nhạc luôn. Bát này 3, 2, 1, 3 là nó ra nhạc luôn. Là nó sẽ ra nhạc ngay lập tức luôn. Còn nếu như anh em muốn cái tiếng đàn của chúng ta nghe nó tình cảm hơn ấy, thì chúng ta sẽ đánh là bát này 4 3 2 4. Đó, tiếng đàn nó sẽ tình cảm hơn nếu anh em đánh theo cái tiết tấu như thế này. Ở đây thì anh em có thể thấy cái số 21 hoặc cái số 32 ta để ở trong ngoặc. Có nghĩa là chúng ta sẽ đánh 2 giây đấy cùng một lúc. Bát này 3 này 21 đấy cùng lúc. Rồi, 3. Nó sẽ tương đương với đếm 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vậy để chơi tình cảm hơn thì anh em chỉ cần đưa 3 cái ngón tay của chúng ta lên trên trên và chúng ta đánh bắt 4, 3, 2, 4. Mỗi hợp anh em làm như là đúng luôn. Nhưng mà chỉ có duy nhất nhá, ở trong bài này thì chúng ta có vòng là Son này, xong rồi Si thứ 7 này, xong rồi Đô này, xong rồi Son này. Sau đó chúng ta sẽ chia đôi Rê trên pha thăng, rồi sau đó chúng ta sang Mi thứ, sang La trưởng, Đô thứ, chúng ta sẽ đảo phách sang Son. Đó, ok chưa? Chúng ta sẽ có hai cái cục này, Son, Rê trên pha thang và Đô thứ sang Son. Thì anh em sẽ phải lưu ý về cách đánh một chút để cho nó hay. Son chia đôi với Rê trên pha thang thì nhẽ ra là Son, anh em phải đếm là 1, 2, 3, 4. Và Rê trên pha thang, anh em phải đếm là 1, 2, 3, 4, đúng không? Như tớ nói lúc đầu. Nhưng nếu chúng ta chia đôi thì anh em bỏ cho tớ 3, 4 này đi. Đó. Son sẽ đếm là 1, 2 và Rê trên pha thang cũng sẽ đếm là 1, 2 là xong luôn. Đó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Đơn giản đấy thôi. Ok chưa? Rất là dễ. Thì ở bát, ở số 1, 2 anh em vẫn đánh cho tới là bát 4. Sang cái này cũng là bát 4 và chúng ta chuyển luôn. Cái đoạn này vẫn dễ. Cái đô thứ đảo phách cho Son này mới là đáng để nói này.
Thì chúng ta đô thứ, anh em cũng biết là chúng ta đếm là 1, 2, 3, 4. Còn son chúng ta cũng phải đếm là 1, 2, 3, 4. Nhưng nếu chúng ta đảo phách thì anh em sẽ phải đếm lại cho tớ như thế này. Đấy là đô thứ anh em chỉ đếm đến 3 thôi, 1, 2, 3. Còn son anh em đếm là 1, 2, 3, 4, 5. Đó, chúng ta sẽ đếm hơi khác một tí. Đô thứ là 1, 2, 3, còn son là 1, 2, 3, 4, 5. Đó, ok chưa? Thử nhé. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, anh em đánh đúng cái số thứ tự như vậy. Và anh em đánh gì? Chúng ta sẽ đánh là bát này, 3, 4 này, 3, 2 này. Và sau đó sang đây chúng ta bát nghỉ 4, 3, 2, 4. Đó, chúng ta sẽ đánh những tiết tấu của chúng ta như vậy. À, anh em có thể nhìn thấy tiết tấu ở đây. Kể chưa? Đó, đơn giản như vậy thôi. Nếu anh em có thể đếm đúng như thế này thì chúng ta có thể đánh được bài này một cách ngon lành luôn. Đấy, ok chưa? Lại nhé. Ta sẽ vừa đánh này. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Chuyện đơn giản như vậy thôi. Đó, rất là dễ. Rất là dễ. Chỉ có mỗi thế thôi. Ok chưa? Rồi, còn lại thì anh em chỉ cần lưu ý thêm cho tớ một cái như thế này. Ở bài này thì anh em cũng biết là vòng hợp âm của chúng ta là, đúng không? Mình chơi như vậy thì cái đống này, tất cả cái đống hợp âm này anh em chơi 2 lần. Thì đến lần thứ 3 anh em chỉ thay đổi cho tớ đúng cái hợp âm son này. Bây giờ anh em đổi cho tớ nó thành mi thứ. Còn lại đằng sau vẫn y hệt như thế, không khác gì cả. À, đằng sau vẫn vậy. Nó thay đúng cái hợp âm đầu tiên thôi là chúng ta chơi được bài này luôn. À, rất là dễ, nó rất là đơn giản, có mỗi thế thôi. Nếu anh em muốn đánh nó ngầu hơn nữa, muốn đánh nó kiểu nhiều nốt hơn, nghe nó lạ hơn, thì anh em có thể thử một cái tiết tấu như thế này. Đấy là thay vì là đếm từ 1 đến 4, anh em đếm cho tới là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, chúng ta sẽ đếm từ 1 đến 8 luôn. Và chúng ta sẽ đánh một cái tiết tấu là bát 4, 3, 2, đập 3, bát 3. Đó, anh em sẽ đánh cho tôi một cái tấu trông như vậy. Bát 4, 3, 2, đập 3, bát 3. Đó, ok chưa? Thì ở đây, nó nghe qua thì như này. Nó sẽ nghe như vậy, nghe nó cũng hay hơn một chút. Thì ở đây cái đập ấy, cái chữ D đập thì chỉ đơn giản là anh em đập ngón cái vào dây thôi. Đó, chúng ta đập ngón cái vào dây. Bát 4 3 2 đập 3 bát 3. Đó, đơn giản như thế thôi. Thì tiếng đàn anh em nghe nó cũng sẽ lạ hơn. Đấy, kìa chà. Tớ sẽ đánh qua đoạn hợp âm một tí và anh em thử đánh theo tớ nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, ok chưa? Còn nếu như cái đoạn mà tớ bảo là son chia đôi cho re trên pha thăng thì anh em cắt đôi cho tớ ở đây. À, cắt đôi cho tớ ở đây. Tức là cái son chúng ta sẽ đánh là bát 4, 3, 2. Sang re trên pha thăng chúng ta cũng đánh bát 4, 3, 2. Rồi sau đó chúng ta mới chuyển sang hợp tiếp theo. À, chúng ta sẽ bỏ đoạn đằng sau đi. À, ok chưa? Đoạn nào chia đôi thì làm như vậy. Chỉ có mỗi hai hợp âm để chia đôi thôi. Còn đối với cái cặp hợp âm mà nó đảo phách ấy, thì chúng ta sẽ có một cái đô thứ sang son ấy. À, thì chúng ta sẽ đánh đô thứ anh em đếm cho tớ là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thế thôi. Đô thứ chỉ đánh đến đây thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kể chưa? Còn son thì chúng ta sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anh em sẽ đếm đến 10 luôn. Riêng cái son chúng ta sẽ đếm đến 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy. Và cái số 6 này nhá, ở hợp âm đô thứ thì cái số 6 này nhá, anh em không đánh gì cho tớ. Đô thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bát 4, 3, 2, đập. Số 6 thì anh em nghỉ, nghỉ tay. Số 6 chúng ta nghỉ tay, không đánh gì cả. Còn ở cái son thứ, à còn cái hợp âm son, khi đảo phách thì chúng ta sẽ đánh như thế này. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó là bát 4, 3, 2. Còn lại chúng ta nghỉ. Còn lại chúng ta nghỉ, không đánh gì cả. À, ok chưa? Thử nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Không đánh gì cả. À, bây giờ sẽ áp dụng tất cả những cái tôi vừa nói. Thì bây giờ nó sẽ nghe như này. Còn nếu như mà anh em thích quạt bài này ấy, thì chúng ta sẽ quạt một cái điệu, đấy là điệu sớp chậm. Sớp chậm của chúng ta nó sẽ đại khái như thế này. Anh em sẽ đánh cho tớ một cái tiết tấu, đấy là xuống, nghỉ, 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 xuống, nghỉ, xuống, lên. Cho mỗi một hợp âm, cho mỗi một hợp âm. Đó, ok chưa? Anh em đếm cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Đơn giản thế thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Xuống, nghỉ, 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 xuống, nghỉ, xuống, lên. Cho mỗi một hợp âm. Xuống, xuống, lên, xuống. Xuống, xuống, lên, xuống. Xuống, xuống, lên, xuống. Xuống, rồi xuống. Xuống, xuống, lên, xuống. Xuống, xuống, lên. Đấy. Mỗi một hợp âm chúng ta làm như vậy là nó ra nhạc luôn. Riêng hợp âm son mà chia đôi cho re trên pha thăng thì mỗi cái này anh em đếm là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Và anh em đánh cho tôi tiết tấu là xuống, nghỉ, xuống, lên. Và sau đó sang hợp tiếp theo luôn. Xuống, nghỉ, xuống, lên. Đó, đơn giản thế thôi. Anh em cứ đúng cái đoạn chia đôi đấy, anh em đánh cho tôi đúng như thế. Xuống, nghỉ, xuống, lên. Xuống, nghỉ, xuống, lên, chuyển. Đó. 1, 2, 3, 4. Đấy, rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng luôn, không có gì cả. Ok. Còn đoạn đảo phách lúc nào cũng là câu chuyện của đoạn đảo phách. Đoạn đảo phách lúc nào sẽ là đau đầu nhất. Dĩ nhiên cái đoạn đảo phách của chúng ta đô thứ, anh em vẫn sẽ đếm cho tớ từ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta vẫn đếm từ 1 đến 6. Thì anh em đánh cho tớ cái tiết tấu là quạt xuống ở 1. Sau đó anh em nghỉ, 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 xuống ở 5. Và sau đó chúng ta nghỉ ở 6. Đó, chúng ta sẽ có hai cái xuống ở vị trí số 1 và số 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chuyển sang son. Sang son thì anh em đánh như tới cái tiết tấu này. Anh em đánh xuống ở 1, nghỉ, 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 xuống, nghỉ, 9 và 10, xuống, lên. Đó. Riêng hai hợp này thì anh em đánh đúng tiết tấu như này rồi nhá, thì nó sẽ khó bị sai. Đấy, kiểu đấy. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau đó chuyển sang tiếp theo. Đấy, nó hơi căng một tí. Nếu mà quạt được đoạn này nó sẽ hơi căng tí vì nó đảo phách rất là dã man. Thì cái đoạn đấy tưởng nó sẽ nghe như này. Bài hát của chúng ta, cả bài thì nó chỉ có mỗi thế thôi, không có gì cả. Đấy.
Dễ thì cũng dễ thật, nhưng mà cái đoạn đảo phách rất dễ làm cho anh em bị nhầm. Thế nên anh em sẽ phải tập cái đoạn đảo phách nó nhiều một tí. Rồi, bài này chỉ còn một đoạn nữa thôi. Đấy là cái đoạn mà chúng ta sẽ chơi cái đoạn mà la 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 la. Đấy, có cái đoạn đấy. Thì trước cái đoạn la la đấy sẽ có một đoạn người ta chạy hợp âm kiểu như này. Sẽ có một đoạn chạy hợp âm như thế. Thì anh em sẽ chơi cho tới cái dãy hợp âm đấy là son, re trên pha thăng, fa, mi thứ, re trên pha thăng. Đó, cái đoạn chạy đó chúng ta sẽ chơi những hợp như vậy. Thì anh em chỉ đơn giản là lùi cái bát lại thôi. Tất cả các hợp âm này, từ đoạn này đến đoạn này, chúng ta sẽ đều chơi là bát, bốn, ba. Đánh son này. Bát, bốn, ba. Xong em re trên pha thăng, anh em chỉ cần một ngón vào đây thôi. Bát, bốn, ba. Xong anh em bấm phà ở đây. Bát, bốn, ba. Bỏ tay ra đánh mì. Bát, bốn, ba. Sau đó anh em đánh re trên pha thăng thì bát, bốn, ba, bốn. Đấy. Riêng cái re trên pha thăng cuối cùng sẽ là bát, bốn, ba, bốn. Đó, ok chưa? Nó là như thế thôi. Và sau đó chúng ta sẽ vào một cái bộ hợp âm là mi rồi xong đến la rồi đến đô thứ đảo với son. Người ta sẽ chơi cái đoạn này thì như phải 4 lần hay sao, là lá liên tục luôn. Đấy. Quạt thì vẫn giống như đoạn trước. Chứ cái bài này đánh cũng rắc rối đấy. Anh em mà chưa đảo phách bao giờ đánh thực sự nó rất là khó. Bài này là nhà Hàn Quốc, tớ không nhớ được lời để hát nên là tớ chỉ có thể đánh như thế cho anh em. Còn lại thì anh em cố gắng gọi là tập nghe theo bài hát và đánh theo thôi. Đó, đại khái thế. Ok, với các bạn thì bài hát nó chỉ có mỗi thế thôi. Thì nếu như mà anh em lại thích tớ hướng dẫn bài gì hay là biết về kiến thức gì thì anh em lại để lại comment bình luận ở video dưới này nha. Ok, hẹn em video khác nhá.